Chào mừng các em đã đến với khóa học Ngữ văn lớp 8, bộ sách Chân trời sáng tạo trên trang web olm.vn. Các em thân mến, trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản mang tên Bố của G Mông Các em ạ, à, xung quanh chúng ta có không ít những hoàn cảnh bất hạnh đáng thương. Điều chúng ta cần làm chính là yêu thương, thấu hiểu và cảm thông cho họ. Ta sẽ đến với một câu chuyện giàu lòng yêu thương qua văn bản này hãy cùng cô khám phá nhé để tìm hiểu văn bản chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm tìm hiểu chi tiết theo đặc trưng của thể loại bao gồm đề tài chủ đề nhân vật và chi tiết tiêu biểu cuối cùng ta tổng kết những giá trị về mặt nội dung và nghệ thuật của văn bản không để các em chờ đợi lâu hơn nữa hãy cùng cô đến với phần đầu tiên một lớn tìm hiểu chung những thông tin về tác giả Guido Maupassant. Guido Maupassant là một tác giả như thế nào? Guido Maupassant sinh năm 1850, mất năm 1893. Ông là một nhà văn người Pháp nổi tiếng ở thế kỷ 19. Tuy chỉ sống hơn 40 tuổi, song ông đã sáng tác khối lượng tác phẩm lớn, gồm một số tác phẩm nổi bật như là Viên mỡ bò bố của Simon một cuộc đời ông bạn đẹp vân vân ông sáng tác chủ yếu là tiểu thuyết và truyện ngắn các tác phẩm của ông phản ánh sâu sắc nhiều phương diện của xã hội Pháp vào nửa cuối thế kỷ 19 chúng ta sẽ tìm hiểu chung về chuyện bố của Simon bố của Simon được viết theo thể loại truyện ngắn đây cũng là một trong hai thể loại đã làm nên thành công của tác giả mô mua bát xăng. Văn bản này có phương thức biểu đạt chính là gì? Rất chính xác, phương thức biểu đạt chính của truyện ngắn bố của Mông đó chính là phương thức biểu đạt tự sự. Về xuất xứ, văn bản mà chúng ta tìm hiểu được trích từ tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỷ thứ 19 của nhiều tác giả do Lê Hồng Sâm Dịch, nhà xuất bản Tổng hợp Đại học năm 1986. Như vậy, chúng mình đã điểm qua những thông tin chính về tác giả và tác phẩm. Ta tiếp tục bài học với phần tiếp theo, phần hai lớn, tìm hiểu chi tiết. Trước tiên là về đề tài và chủ đề. Chúng mình đã biết rằng đề tài là phạm vi hiện thực mà tác giả lựa chọn để miêu tả, phản ánh, khai thác. Vậy, đề tài của truyện ngắn bố của Simon là gì? các em trả lời rất chính xác đề tài của chuyện này chính là những đứa trẻ không có bố bất hạnh đáng thương tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề chủ đề là vấn đề mang ý nghĩa cốt lõi hay thông điệp chính của văn bản chủ đề của chuyện bố của simon là gì chủ đề của chuyện này chính là tình yêu thương sự thấu hiểu đồng cảm với những người thiệt thòi hoặc mắc sai lầm tác giả đã lựa chọn đề tài và chủ đề khá quen thuộc đề tài chủ đề này đã thể hiện tấm lòng nhân hậu của tác giả thể hiện sự quan tâm của tác giả đối với con người đây là một điều rất đáng trân trọng đúng không nào để xác định được chủ đề của văn bản thì các em cần lưu ý ta sẽ dựa vào một số căn cứ như là sự kiện nhân vật và mối quan hệ giữa nhân vật với hoàn cảnh và các nhân vật khác, chi tiết và mối quan hệ giữa các chi tiết, điểm nhìn, ngôi kể và cách kể chuyện. Trước tiên về sự kiện, chúng ta thấy sự kiện đầu tiên đó là Simon bị bắt nạt vì không có bố. Thứ hai, Simon nhận bác Philip làm bố. Và thứ ba, bác Philip đã cầu hôn mẹ của Simon để trở thành một người bố hẳn hoi. Như vậy, chúng ta sẽ dựa vào hệ thống ba sự kiện chính này để có thể xác định được chủ đề của văn bản. Tiếp theo, chúng ta quan tâm tới nhân vật và mối quan hệ giữa các nhân vật với hoàn cảnh và với các nhân vật khác. Nhân vật trung tâm ở trong tác phẩm này chính là chú bé Simon, ta quan tâm tới quan hệ của chú với trường học, với đám bạn học, với mẹ và với bác Philip. Thứ ba, để xác định được chủ đề các em cần phải lưu tâm tới chi tiết và mối quan hệ giữa các chi tiết ở đây ta cần làm rõ được mối quan hệ giữa nhan đề với một loạt các chi tiết ví dụ như là gặp bác philip đề nghị bác philip làm bố bị bạn bè trêu chọc vì bác philip không phải là ông bố đích thực bác philip cầu hôn mẹ của simon để chính thức làm bố của simon sự tương phản giữa cái nhìn của người dân trong vùng của các bạn học với mẹ con simon và thái độ cách ứng xử của bác philip với hai mẹ con họ cuối cùng là điểm nhìn ngôi kể và cách kể chuyện câu chuyện này được kể theo ngôi thứ ba người kể chuyện không phải là nhân vật trực tiếp xuất hiện trong câu chuyện mà luôn giấu mình đi cách kể chuyện ở ngôi thứ ba này sẽ tạo sự khách quan và linh hoạt cho câu chuyện về cách kể chuyện. Chuyện này được kể như sau, mọi sự kiện được xoay quanh chú bé Simon. Cách kể chuyện này có tác dụng gì? Cách kể chuyện này đã thể hiện khao khát có bố của Simon đến trái bỏng. Bởi vì không có bố, bởi vì phải chịu sự xa lánh, kỳ thị của bạn bè, của mọi người. Và cũng bởi vì chưa bao giờ nhận được tình thương của người bố, nên Simon có khát khao mãnh liệt đến vậy. Các em ạ, chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu vấn đề thứ hai trong phần tìm hiểu chi tiết, đó là nhân vật. Có ba nhân vật mà chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là Simon, nhân vật sốt và nhân vật Philip. Bây giờ, chúng mình sẽ tìm hiểu nhân vật Simon. Simon là một cậu bé có hoàn cảnh như thế nào? À đúng rồi, Simon là một đứa trẻ không có bố cậu sống cùng mẹ và cậu bị bạn bè xa lánh trêu chọc thậm chí là đánh đập một chú bé nhỏ tuổi phải trải qua một hoàn cảnh vô cùng đáng thương và bất hạnh đáng nhẽ ra với hoàn cảnh như thế cậu phải nhận được sự quan tâm sự cảm thông và yêu thương của các bạn tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về diễn biến của nhân vật khi ở bờ sông khi gặp bác philip khi cùng bác philip về nhà và hôm sau khi đến trường khi gặp bác Philip ở bờ sông, bị chế giễu và bị đánh chỉ vì mình không có bố. Simon vừa đau đớn, vừa buồn tủi nên em đã quyết định nhảy xuống sông để chết đuối. Hãy cùng xem ý định đó của em có thành sự thực hay không. Thế nhưng, cảnh bờ sông đẹp đẽ, với trời ấm áp vô cùng, dễ chịu vô cùng, ánh mặt trời êm đềm sưởi ấm bãi cỏ, nước thì lấp lánh như gương, đã khiến Simon có cảm giác khoan khoái, dễ chịu và tạm quên đi sự đau buồn của mình. Em cảm thấy uể oải, em thèm được nằm ngủ ở đây, trên mặt cỏ, dưới nắng ấm. Simon đã chơi đùa, chạy theo để bắt con nhái màu xanh lục đang nhảy ở dưới chân em. Thế nhưng, chỉ một lúc ngay sau đó, nghĩ đến nhà, đến mẹ thì em lại buồn vô cùng. Nỗi buồn được thể hiện qua những từ ngữ như là Người rung lên, những cơn nức nở kéo đến, dồn dập, xốn sang, choán lấy em Và em chỉ khóc hoài Đọc những dòng chữ kể về Simon khi ở bờ sông Ta thấy chú bé Simon đã rất đau khổ và tuyệt vọng Một đứa trẻ chỉ mới 7-8 tuổi mà đã nghĩ đến cái chết Điều đó quả thật rất kinh khủng và rất đáng thương Vậy tiếp theo khi gặp bác philip tâm trạng của chú bé có gì thay đổi hay không khi gặp bác philip chú bé đã mắt đẫm lệ giọng nghẹn ngào khi được hỏi han và quan tâm chú đã nói một cách khó khăn và nói giữa những buồn tuổi đặc biệt chú cay đắng lặp lại ba lần cụm từ không có bố không có bố chính là mặc cảm lớn nhất của simon và khi nhắc đến cụm từ không có bố chắc hẳn Chú bé phải cảm thấy đau đớn thấu tâm can của mình. Chú đã buồn tủi biết bao nhiêu, xấu hổ biết bao nhiêu và đau khổ biết bao nhiêu khi mình là một đứa trẻ không có bố. Tiếp theo, khi cùng bác Philip về nhà, hãy cùng xem tâm trạng của chú bé Simon diễn biến ra sao. Khi cùng bác về nhà, chú đã nhảy lên ôm cổ mẹ và oa khóc. "Không, mẹ ơi!" con đã muốn nhảy xuống sông cho chết đuối vì chúng nó đánh con đánh con tại con không có bố chú đã nhắc lại ý định tự tử của mình như thế để mẹ hiểu và đặc biệt chú đã ngỏ ý muốn bác philip làm bố của mình bác có muốn làm bố của cháu không thầy bác không trả lời cậu bé lại nói nếu bác không muốn cháu sẽ quay trở ra nhảy xuống sông cho chết đuối được bác philip nhận lời có chứ bác muốn chứ cậu đã hết buồn rõ ràng như vậy ta thấy rằng khát khao có bố của simon vô cùng mãnh liệt đến nỗi cậu dám mạnh dạn đề nghị một người vừa mới gặp hãy trở thành bố của mình để bảo vệ để che chở và yêu thương mình khi đã có bố rồi tâm trạng của cậu bé có thay đổi ra sao chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo hôm sau khi đến trường khi đến trường cậu đã có phản ứng ra sao với lũ bạn vẫn thường trêu chọc cậu simon đã quát như ném một hòn đá vào mặt của những đứa đã trêu chọc mình bố tao ấy à bố tao tên là philip khi chúng tiếp tục chề giễu thì simon không thèm trả lời và đưa mắt để thách thức chúng em sẵn sàng chịu hành hạ còn hơn là bỏ chạy bởi vì niềm vui, niềm hạnh diện, tự hào, niềm tin khi có bố đã giúp Simon có sức mạnh mới. Hóa ra tình yêu thương lại có sức mạnh lớn lao đến như vậy. Trước đây, Simon là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của người bố trong gia đình. Bác Philip đến mang theo tình yêu dành cho cậu. Hẳn đứa trẻ ấy phải vui đến nhường nào khi lần đầu tiên có một người bố thực thụ ở bên cạnh mình. Và khi đến lớp, em đã đứng dậy, mặt tái nhợt, môi run run tuyên bố rằng Bố tớ ấy, em nói rảnh giọt, bố tớ là Philip Remy, bác thợ rèn và bố tớ hứa sẽ kéo tay tất cả những đứa nào bắt nạt tớ. Từ đây, Simon đã không còn sợ bị các bạn của mình bắt nạt, chế giễu nữa bởi vì Simon đã chính thức có một người bố thực thụ. Em thân mến, qua những tìm hiểu vừa rồi, cô trò chúng ta thấy được rằng, Simon là một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên nhưng rất đáng thương. Cậu là một nạn nhân của những định kiến xã hội hà khắc. Cậu xứng đáng được thương yêu và thấu hiểu. Ngoài tình yêu thương cậu nhận được từ mẹ, cậu còn nhận được tình yêu thương của ông bố Philip. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó ở video tiếp theo bài học của chúng mình tạm kết thúc tại đây cô cảm ơn các em vì đã quan tâm và theo dõi chúng mình hãy tiếp tục bài giảng với video tiếp theo các em nhé